Những từ trì định lượng cực kỳ phổ biến của người Mỹ trong tiếng Anh thực tế. Bạn hãy đi vào chỗ trống nhé. A of soup. A saucepan of soup. A of coke. A six pack of coke. A of sausage. A frying pan of sausage. A of candy. A package of candy. A of milk. A carton of milk. A of alcohol. A spray bottle of alcohol. A of medicine. A blister pack of medicine. Now you know.